Hỏi thật nhá. Ừ. Mày đi cửa sau bao giờ chưa? Em nghe nói cái là thật. Không được nói dối, thề. Thề, con chó là nói dối. Ừ. Đấy, lúc là chưa có can đảm để đi cửa sau. Chưa có can đảm luôn. Ừ. Tại vì như là vẫn còn zin cửa sau. Nói chung là vẫn còn nguyên. Thấy bảo là đau lắm, với cả là dễ bị trĩ. Nói chung là các cụ chúng nó bảo rồi, đi cửa nào cứ đi cứ cửa chính, cửa đi, chính mà đi. Ừ, cho lành thôi, bỏ qua đi. Bởi cái đường chính chính. Ừ, bởi vì nó đơn giản là cái cửa sau nó làm gì, có nước đâu, nó thì chị thấy rằng là mọi mà người chị, bảo là mà chị hiểu cái vấn đề nhá. Mà chị hiểu cái vấn đề nha, ví dụ mà ăn vừa ăn xong chưa tiêu hóa hết đúng không? Đến lúc mà rong muống nó cuốn vào. thôi bỏ qua đi. Rút ra thì thôi, nói cậu rút. Ừ. Xong muốn lại quấn quanh kiếm. Thật ra thì là mọi người đồn nói chung nếu mà đi cửa sau thì dùng bôi trơn này, rồi là khi mà chẳng may mà ai mà kiểu bị rộng bị nhão quá này, thì khi mà đi cửa sau thì cảm giác cho đàn ông nó sẽ cảm giác nó khít hơn. Nên là nhưng mà nói chung là đối với chị em thì vẫn cứ là đau đúng không? Bởi vì nó không có cái sự co giãn. Nó không có cái sự co giãn nên là khá là cũng nghe cũng thấy thường thường. Thế cái gọi là cái kiểu gọi là cái tư thế nào mà em đã từng trải nghiệm mà em sợ nhất? Có thấy thích có... chứ sao lại sợ? Thích à? Em thấy tư thế nào em thấy thích? Riêng có tư thế nào thì cảm thấy sợ à? Nói chung là em thì em sợ cái tư thế này. Nhưng mà em thì lại thích cái tư thế này. Chứ là kiểu phải đần đẫn thôi. Ừ, đần đẫn. Đần đẫn nhưng mà... được cái là khi nào mà muốn người yêu đần đẫn, gân guốc như kiểu mốc đắng ấy đấy, là nhà có mà lại ra kẹo. Lại bảo anh ăn viên kẹo. Làm tí đổi gió, đấy, lại ăn viên kẹo đổi gió và lại đần đẫn, lại phê, lại sướng ngay. Kinh nhà khỏe. Ăn kẹo là sướng lắm. Anh em mà cứ kiểu trên bảo dưới không nghe hay mềm mềm ấy, cảm giác lúc quan hệ nó không được sướng thì cứ làm viên kẹo vào. Hoặc là kiểu như là nếu mà kiểu như là lâu lâu mà muốn đổi gió này hay là kiểu bị giảm ham muốn các thứ ấy, thì nói chung là dùng viên kẹo quá là ổn áp luôn. Dùng vào nó kiểu như là... Thế cái lần mà em dùng kẹo mà em gọi là được nhiều hiệp nhất là lần nào? Được nhiều hiệp nhất á? Lần nào cũng phải được, lần nào dùng kẹo là cũng phải được 3-4 hiệp, không lần nào là không. Tại vì xong hiệp 1 lại thòm thèm này, lại hiệp 2, hiệp 3, mà hiệp 2, hiệp 3 thì nó vẫn kiểu phê, nó vẫn sướng như hiệp đầu thì vẫn muốn tiếp mà nó lại không mệt cơ. Chị cũng công nhận là nhiều người kẹo, khen. Nhiều người công khen nhận là kẹo nhiều người khen kiểu mà nhiều là, kiểu rất là nhiều người kiểu bị cái kiểu như là đang cứng xong mà lại mềm. Hay là nhiều lúc anh nhìn nó kiểu như là nhầm lắm rồi. Nhưng mà không cứng được. Gọi mãi vẫn cứ gật gù. Mút mãi không lên được. Đấy, ăn kem ăn phiết các kiểu cứ tồn tộc. Cứ tồn tộc. Không lên được, nó mới cay chứ lại. Đấy, nó cứ nhũn nhở nhào. Chị cũng gặp rất là nhiều khách kiểu bị như thế rồi. Sau đấy khi mà kiểu dùng kẹo xong ấy, thì mọi người khen. Mà nhá, nhiều khách nhà em ấy mua xong dùng xong thấy thích quá. Thế là mua về tặng cả cho sếp luôn, chỉ biết là uy tín như nào. Tặng hẳn cho sếp thì phải đồ nó phải xịn, phải ngon như nào thì mới tặng cho sếp đúng không? Dùng quá ổn áp.